Bà con bản tỏ mà càng cam vị thị đầm năng bê lửa nghị chì bản tỏ tình ý cư bò đầm miến đà mê bình chia ca chàng dự tập hôn phía bị xe bàn ở rộng lực đo con tọp nè tại bản tỏ nơi xa mặt tập hiệp nâng ca cổ rộng vị nấy nâng bọt bình chia bản tỏ tự tiện. Mê bình chia ca ở rộng con tọp chương cốt nâng chì mê bình chia ca dự tập hôn phía bị xe bàn cả rộng lực tự đo con tọp ឲ្យ មាន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន និង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ ខិត ខំ បង្កើន សមត្ថ ភាព ចំណេះ ដឹង និង ការ គោរព វិន័យ លក្ខន្តិកៈ ទូទៅ ចាក់ បទ បញ្ជា របស់ កង ទ័ព ឲ្យ បាន ខ្ជាប់ ខ្ជួន ដើម្បី ឲ្យ កង យុទ្ធពល ខេមរៈ ភូមិន្ទ ពី 1 ថ្ងៃ ទៅ 1 ថ្ងៃ កាន់ តែ ត្រូវ បាន ពង្រឹង សមត្ថ ភាព ចំណេះ ជំនាញ និង គោរព វិន័យ ចាក់ បទ បញ្ជា មើង ម៉ាត់ នោះ នៅ បញ្ជា ការដ្ឋាន យុទ្ធ ភូមិ ភាគ ពិសេស នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ទី 1 ខែ កក្កដា នេះ អាយ៉ដាម ឧត្តម សេនីយ៍ ឯក Pu Sabut Di, mẹ bình chìa cao rôn con tọp chương cột nâng chìa mẹ bình chìa cao dư tập hùng phía bì xét. Bạn anh chơi sắp xái sẽ kể đây nai nóm vì thiên nạc ca bùng rừng lẹ khăn tí cạ tu tớ rô bọc con dư tập hồn khai mạng phù mến. Bạn vì này tu tớ nâng lùm hạt rô biếp chùn đò con tọp rô bọc luôn đàm bây em mình ca dư đăng chọp chìa nịnh. Sẽ kể đây nai nóm sẽ đầy bì vì thiên nạc ca bùng rừng ạn vọt lẹ khăn tí cạ tu tớ chùm bùa dư thân này con dư tập hồn khai mạng phù mến bọt vì này tu tớ xâm rạp con dư tập hồn khai mạng phù mến nâng lùm hạt rô biếp này con dư tập hồn khai mạng phù mến trái bán lược dược mọc bằng trẻ dàng được chân tha con dư tập hồn khai mạng phù mến cư chứ con tốp ở bọc bà rí chiên để chạy Campuchia miền phía ra cách bòm ra bà tế chiết mít tập hồn bê sạc cám ở bọc con dư tập hồn khai mạng phù mến cư ca ca pía co sang chiết mít tập hồn đâm bây phò bà giáo đó không phúa ở bọc bà tế chiết nông cả lại tế xã trăm bách con dư tập hồn khai mạng phù mến nâng chô ruông nông ca ca pía xoan bì sốc xa thị ra nạ nâng chuối bà chiếc bò rọt đài chuốc ca lùm bạ rư miền cừu mà hoàn trải đảm bảo an toàn cho bác đầy pi lệ khăn tịch cả chụp bùi dự thân này còn dự tập bộ khai mạc phù mến nâng an toàn nơi an toàn đầy em pi bật vị này tu tới sản phẩm con dự tập bộ khai mạc phù mến ở miền bắc sơn tập hiệp dự thân còn dự tập bộ khai mạc phù mến trai cổ vị này ở bàn mừng mạnh phe đầy phiếp trả xa một cái phiếp nâng phiếp khóa hán hiên phơ bè lịch cam cổ bạp giáng từ tam cả lạ tế xã đồng bày bộ hai chiếc miệt tụ phùm đồng bày ở dư thân này còn dư tập bốt khai mạng phù mến cổ rộp vì này bàn mừng mắt phe đầy phiếp hiên phơ bè lịch cam cổ bạp giáng cổ cả lạ tế xã ní trong bố chiếc miệt tụ phùm nâng cả ai cập phiếp đòi sự cả đầy thay thân ố dư thân cổ rộp trời cổ rộp ở bàn mừng mắt cho bạp đầy bì lạ khăn tế cả tu tớ này con dư tập bố khai mạng phù mình đồng bày ở dư thân cổ rộp cổ rộp vì này càng tài mừng mắt lọ bảo sao thay tiết nốt cổ xung cao phí chết có bàn phơ ca này nó không cả ăn vật trong lại sầm khăn mùi chùm nguồn chỉ bị xe dự thân cổ rộp đã chọn bỏ ra chỉ xa thị trấn chỉ át cả sau xế cả phơ xa nợ sức rư sẽ có đầy thay cả nơi bánh hàng dự bái cả sầm ngặt dự thi rư cả cho bà can chôn bỏ rợt tế rư ông ca ổn trả chết nào mối trời mấy cả ăn nhạt bì rộp mặt trời cổ xuống cả bì chết nâng phiếp chìa dự thân cả bà nợ sức cổ tạc cắm rư bà tạc cắm trời bàn ham khọt đội miền trai nhật nông chùm bục bí mịt trà đọc nâng đọc bấy nè chế bắp đầy bì lẹ khăn tì cả chà này lại khăn thì cả tu tớ chấm po vô thân này con vô tốt khai mạc phù mình cả đã toàn là cam chấm po vô thân nè là mình cũng khó vô thân cứ trâu tự tu nên toàn là cam vô thiê pi cà phật đoan tiết tốt tam sa thiền nè tam pleasure chà tu là cả toàn là cam khang này vị nấy đại bang cầm nót đòi bọn vị này tu tới không còn vô tập bộ khai mạc phù mình nên toàn là cam tam lại khăn thì cả tu tới chấm po con vô tập bộ khai mạc phù mình đôi đại minh trái nên không chấm po ti pram pi chị đàm